Vâng, xin kính chào quý chị các bạn đang theo dõi trên kênh Loa 2 TV. Hôm nay có chút thời gian rảnh rỗi, em review cho anh em 3 chiếc đồng hồ cực kỳ đẹp tại Nhật Bản. Trước mắt quý vị các bạn, đây là một siêu phẩm, 3 siêu phẩm trên một khung hình. Đấy, thì mình rất muốn là anh em nào sưu tầm đồng hồ và chơi đồng hồ thì có thể dinh một lúc 3 con này về bày với cái thế này, trông nó rất là hài hòa và rất là đẹp. Đã không chơi theo mình thì mình thích cái đồng hồ điện tử mà. Đã không chơi thì thôi, chơi thì chơi rất là nhiều luôn. Thậm chí là mua 5-7 con, chục con, 20 con để chơi luôn. Đấy thì những anh em nào chơi đồng hồ thì mới biết được sự quyến rũ và hấp dẫn của nó nhé. Thế thì bây giờ trước mắt quý vị các bạn nên là một cái con đồng hồ chạy bằng pin anh em ạ, chạy điện tử nhé. Đấy thì con xoay và lúc lắc cả ngày lẫn đêm 24/7. Trước mắt quý vị và các bạn, đây là con đồng hồ Senco sản xuất tại Nhật Bản. Senco, Nhật Bản là đất của Senco mà anh em. Đấy, đất của những đồng hồ và đất của những cái gì tinh xảo nhất trên thế giới thì hội tụ ở Nhật Bản. Đấy thì đây là một cái con đồng hồ mà bằng composite nhựa đấy, mạ chrome vàng sáng bóng luôn. Đấy, nó chạy bằng cái cơ cấu quả lắc pin đấy, mạ chrome sáng bóng. Một con này cao khoảng 40 cm anh em, rất to nhá, thuộc dòng đồng hồ đại nhá, lồng đại 40, khoảng hơn 40 cm đấy. Được ốp với một cái lồng kính, lồng pha lê, chụp pha lê. Nên là vậy nên con này đóng gói ở Việt Nam rất là công phu anh em nhé. Con này thì về đến Việt Nam ấy, riêng một con này là 2.900.000 đồng về đến tận nhà luôn. Đấy. Trên này con xoay lắc này là một dạng như thiết kế dạng một em thiên thần, cũng được mạ chrome vàng sáng bóng liên kết với lại quả lắc ở bên dưới này. Như vậy là nó sẽ lắc qua lắc lại suốt trong quá trình tồn tại, làm hết pin thì thôi, nhưng mà chắc phải vài tháng phải thay. Đấy. Con này về đến Việt Nam là 2.900.000 đồng nha, nhưng mà mình thì mình rất muốn là anh em chơi cả một bộ này. Cả một bộ này thì 11.800.000 đồng. Cả một bộ này là 11.800.000 đồng, gồm 3 cái quả này. Đấy. Thì bên cạnh đây là cũng con Citizen. Cũng chạy pin luôn, số là mã, cao cũng hơn 40 cm. Cũng mạ chrome vàng. Con này thì thích hợp cả một quả lắc, quả chuông. Lúc nào cũng mang vẻ rất là vội vã, hay quả chuông. Và dưới đây là những cái hình cô dâu chú rể, có 3 cặp cô dâu chú rể. Con này nó xoay, cứ xoay mãi xoay hoài như vậy thôi. Đấy, nhìn như vẻ lấp lánh rất là đẹp, vui tươi và nhộn nhịp. Còn cái quả bên kia thì rất thông thả và bình tĩnh, lắc qua lắc lại. Kích thước thì tương đồng nhau, cũng được mạ chrome vàng. Con này cao cũng hơn 40 cm, hơn 2 găng tay của mình luôn. Nói chung là bày 3 con này thì mình thấy cực kỳ đẹp luôn. Bên ngoài anh em nhìn nó, bên ngoài nhìn nó đẹp vô cùng luôn anh em. Đấy. Thì đặc biệt là cái con này là mình muốn lưu ý nhất là cái con này. Cái con kia về cũng 2.900.000 nhá, hai bên là 2.900.000. Con này về thì 5.000.000, con này cao cũng hơn 2 găng tay, chiều ngang nó thì cũng hơn 2 găng tay, khoảng 30, hơn 30. Con này thì vô cùng nặng luôn anh em ạ. Riêng cái con này nặng gần 4 kg đấy anh em nhé. Nặng gần 4 kg, cũng hiệu Senco. Con này thuộc dòng có anh em ạ, hàng có, hàng rất lâu đời anh em ạ. Một hàng sản xuất tại Nhật, hàng có nhưng mà rất là đẹp luôn. Với cái thiết kế rất là độc lạ, mang hình tượng vui vui nhộn. Đây là một hình tượng của một chú voi, voi, hình tượng voi, nặng rất là nặng luôn. Thì
hình tượng voi có một em bé ngồi bên cạnh đấy, dạng như kiểu như là thiết kế hình tượng voi nhưng mà nó là, thực ra nó là quả cân ấy. Cân ý tác giả nói là nó, cuộc sống nó công bằng, cân bằng, trong vũ trụ này mọi thứ đều cân bằng ấy, kiểu vậy. Đấy thì được treo cân bằng trên một cái cây có một ngọn lửa hòa bình, biểu tượng của một ngọn lửa. Đây là quả chính đồng hồ trung tâm, chạy pin, chạy hoàn hảo anh em nhé. Chạy pin thì cực kỳ hoàn hảo luôn, nặng vô cùng luôn anh em. Mặt thì trước là cái vòng, cái viền ngoài chắc nó được đúc bằng cái gì đấy, không biết là bằng đồng hay bằng hợp kim gì, nhưng mà tất cả là vẫn vàng ươm anh ạ. Đấy, dưới này thì cũng hình tượng là một em bé đang chống đẩy cái đồng hồ luôn, tê tì vào luôn, đẹp. Vàng ươm. Con voi này mà khả năng nó bằng vàng thật thì toi luôn đi anh em. Đấy, đặc biệt cái chấn đế này nhá, chấn đế của anh em bằng ngọc anh em nhá, đá. Đá nguyên khối luôn. Đá xanh, nguyên đá xanh. Nặng gần 4 kg tổng thể. Đấy, anh em thấy đá ngọc xanh không? Ngọc xanh được gia công cực kỳ bóng luôn, bóng loáng luôn. Đấy thì cả nguyên một cái bộ này là 11.800.000 đồng em nhé. 11.800.000 đồng là cả ba cái sản phẩm này. Còn đọc cái trụ ở giữa, đọc cái con ở giữa là 5 triệu. 5 triệu với lại 11 triệu, 10.800.000 anh em, tất cả là 10.800.000. 10.800.000 là về tận sân nhá, cả ba con này. Đấy thì cái số điện thoại của mình đang chạy trên màn hình nha, số mã vùng của Nhật Bản là 81, sau đó anh em bấm số 0909 730 3339. Đấy thì đấy là cái số Zalo của mình, em qua đấy kết bạn, có gì thắc mắc hay là trao đổi trực tiếp thì mình sẽ nhắn tin, trao đổi gọi điện trực tiếp được. Đấy, hoặc là anh em để lại cái bình luận mình sẽ nhắn tin. Clip thì mình xin tạm dừng tại đây. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ và hẹn gặp lại anh chị ở những clip kế tiếp. Anh em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video kế tiếp. Một lần nữa thì Loai TV xin chân thành cảm ơn quý anh chị các bạn. Hẹn gặp lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Hội đã tan rồi, chia tay bên dòng sông, chiếc nón quái thai.